Bác sĩ ơi, nhà em cách bệnh viện bưu điện 300 cây, em đi lại bằng xe ô tô có sợ phôi rơi ra không ạ? Hoàn toàn là không các bạn nhé. Buồng tử cung của chúng ta được cấu tạo bởi dạng khoang, sau khi chuyển phôi xong thì sẽ áp sát vào nhau. Cổ tử cung luôn đóng trong suốt quá trình mang thai. Ngoài ra, phôi của chúng ta rất nhỏ, nhỏ hơn cái kích thước hạt bụi rất nhiều lần, phải soi trên kính hiển vi mới thấy. Và khi chuyển phôi đã có cái môi trường nuôi dưỡng giúp phôi bám dính dễ dàng vào trong cái niêm mạc buồng tử cung để làm tổ. Vì vậy nên các bạn hãy yên tâm nhé. IVF Bưu điện chuyên giải đáp thắc mắc về các vấn đề sản phụ khoa và vô sinh hiếm muộn.